Hello mọi người. Chào lại mọi người. Hiện giờ thì sau khi đi cầu Hiền Lương á, về mình đi chạy lại cái này gọi là chưa có ai vô hả? Gọi là cái nghĩa trang đường chính Lao Bảo hoặc là gì ta? Đó. Cái này là cái nghĩa trang Đường chính Nam Lào. nghĩa trang đường chính Nam Lào. Đúng rồi. Ok. Thì bố có cái mấy cái bảng á. Lát nữa À. bố muốn vậy là bố quay nó sáng vô đó. Ờ. À. Đúng rồi, để ở đây cũng có nhiều. Đây. Công trình do Bộ Xây dựng tài trợ, dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường vành đai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chính. Đó. Ở đây là cổng vào nghĩa trang, ngay chỗ đây nó có một cái nhà khách. Đây qua bên nhau không? Chỗ nào? Ờ, chỗ bên này hả? Ở đây. Thì bây giờ chào lại mọi người nha. Thì vừa đi chơi, vừa đi thăm thắng cảnh và đi thăm những cái khu di tích lịch sử của đất nước Việt Nam mình mà từ hồi xưa giờ mình chưa có dịp đi. Và nói một cách khác nữa là có nghĩa là từ hồi riêng cá nhân thì riêng cá nhân tôi thì từ hồi xưa giờ chưa hề ra đất miền Trung. Nói một cách khác á, lần đầu tiên ra đây thì phải đi cho nó hết. Ở trên này. Ồ, ở trên này. Đây. Đường lên nghĩa trang. Ồ, wow. Nghe nghĩa trang rất là lớn. Chào anh Đào, chào mọi người nha. Bây giờ thì cái phone nó thấy đường, nhưng mà nó nắng quá thì cái phone làm như nó muốn chết luôn, nó không có thấy đường chứ tôi thôi à. Wow. Một chút trầm mặc. Rất là thứ tự. Ngủ không ngủ rất là thứ tự. Ở đây. Đây. Đây là những cái ngôi mộ của các chiến sĩ, những liệt sĩ. Đây. Ở đây rất là đẹp, ngay hàng thẳng lối và có một cái rất là đẹp, họ chăm chút cái nghĩa trang này. Wow, rất là lớn, rất là lớn, thấy không? Đây. Bạt ngàn dài dài. Mình có một cái cảm xúc rất hư hư ngàn ngàn. Mình mới cảm thấy là mình nói thật, ngay giờ phút này mình mới nói thật là có nghĩa là mình ngàn ngàn, có nghĩa là mình mới thấy là cái miếng đất hình chữ S của mình đó, được như người ngày hôm nay đó, là máu xương biết bao nhiêu người đã ngã xuống để được một cái sự yên bình như thở như ngay bây giờ. Không biết nói gì hơn. Mình cảm thấy mình nghẹn lời. Kể cả hai miền Nam Bắc, tất cả mọi người đều ngã xuống để cho đất nước ngày hôm nay được như vậy. Ở đây chính giữa trung tâm nó có một cái thực sự là mình xúc động. Ở đây nó gần như một cái ngọn đồi, ngọn đồi mình có thể nhìn xuống, thấy không? Đây đây là ngọn đồi.
hầu như là tất cả mọi cái nghĩa, mọi cái ngôi mộ đều có hoa. Ở đây họ chăm chút, họ dọn dẹp. Và thực sự là mình cảm thấy là mình có một chút gì đó mình bồi hồi. Kể cả hai miền, kể cả hai lính hai miền. Bởi vì cái mình phải nói một cái điều này để khỏi ai phiền hà. Lý do tại làm sao mình là người lính Việt Nam Cộng Hòa mà mình đi tới những nghĩa trang liệt sĩ như vậy mình thăm viếng. Mình đã đi nghĩa trang Biên Hòa, nghĩa trang của nó gọi là nghĩa trang Việt Nam Cộng Hòa cũ, mình cũng đã đi rồi. Bởi vì cái địa lý chính trị của mình thuở ấy, mình là một người dân, một người lính ở miền nào thì mình đi theo miền đó thôi. Nhưng cái căn bản là sau khi cuộc chiến đi qua rồi, mình phải hiểu là đâu là chính nghĩa và đâu là không chính nghĩa. Và mình, cái gì ta nói thường, cái gì mất là mất, còn là còn. Ở đây mình không đổ lỗi hay là mình không bắt lỗi gì cả. Nhưng mà cái địa lý chính trị của Việt Nam mình thời điểm đó đã bị ngoại bang giày xéo, chia cắt đất nước hai miền Nam Bắc, cho nên vì cái chỗ đó mình phải hiểu được đâu là đúng, đâu là sai. Chứ không phải mình thấy như vậy là mình có hùa theo. Cái cầu Hiền Lương cũng là một minh chứng hùng hồn. Rồi tới bây giờ cái nghĩa trang liệt sĩ này cũng là một minh chứng hùng hồn. Kể cả hai miền, những anh lính hai miền Nam Bắc, những là mình phải coi là đều là tử sĩ cả. Theo tao, tao nghĩ thì bởi nhưng mà cái chuyện cuộc chiến tương tàn nó đã qua rồi. Qua lâu lắm rồi, nửa thế kỷ rồi. Ở đây mình không buồn nhắc lại nữa, nhưng mà mình chỉ nhớ cái công ơn của tất cả những người tiền nhân để bỏ xương, bỏ máu, bỏ tất cả những cái hy sinh lớn lao của họ, bỏ những người hy sinh thầm lặng luôn để cho đất nước Việt Nam mình ngày bây giờ nó vẫn mới được vinh danh ra nước ngoài, vinh danh ra thế giới, và sự yên bình toàn nước á, từ Nam tới Bắc có một cuộc sống rất ư là phồn vinh và hạnh phúc. Bằng chứng là tôi đã đi Đà Nẵng và tôi thấy cái cảnh quan của ta là người dân hạnh phúc và cái đời sống họ càng ngày càng lên. Mình nói một cách không ngoa là người dân Việt Nam hiện giờ đang giàu lên, nói thẳng dân Đà Nẵng rất là giàu, đừng có đụng tới. Và cái người dân Đà Nẵng rất ư là cần cù, chơi ra chơi, làm ra làm. Ban ngày là không thấy bóng người, họ đi làm công việc của họ, nhưng khi buổi chiều xuống, đêm xuống, bãi biển đông kịch người và những cái quán ăn, những cái chỗ quán này kia, thực sự là mình phải công nhận là mình phải nói là rất ư là quá đã. Thực sự là đừng một nơi đáng sống. Ở đây mình không ca tụng ai cả, nhưng mình phải chấp nhận sự thật. Cái sự thật lúc nào nó cũng tốt cả. Đúng rõ ràng. Ở đây mình thấy là bạc ngàn những cái ngôi mộ của những người chiến sĩ vô danh, những người liệt sĩ, những người bộ đội hy sinh về đây. Họ nhiều lắm, nhiều vô cùng. Thì mình mới thương đất nước mình. Đất nước mình được như ngày hôm nay là cũng nhờ tất cả mọi người, những anh lính bộ đội đã hy sinh xương máu cho đất nước. Ta cũng chẳng biết nói gì hơn, bởi vì mình mới thấy trầm mặc. Thực sự là mình lặng người ở đây, những ngôi mộ bia hàng lớp lớp. Nếu con biết thì ở khu vực này khoảng bao nhiêu người lính nằm đây không? Nhiều lắm, coi như là không thể nào gọi lại, không? Không thể nào tính được. Thực sự là mình xúc động, mình bồi hồi. Nhưng mà cái nghĩa trang đây rất là tươm tất, sạch sẽ và những ngôi mộ đều có hoa. Ở đây có tất cả mọi ngôi mộ đều có hoa. Họ chăm chút rất là sạch sẽ, ngăn nắp thứ tự đâu ra đó. Thấy không? Tất cả mọi người đều có hoa. Lịch sử là lịch sử. Cái đó là cái điều không chối cãi được. Cái đâu ra đó đàng hoàng.
Và nó có cái buồn cười ở chỗ người dân ở đây họ không thờ ai chứ, họ chỉ thờ Bác Hồ không à, ngộ vậy đó. Người dân Quảng Trị đây họ không thờ ai, họ không thờ Chúa, họ không thờ Phật, họ không thờ gì cả. Tao chỉ nhậu xong tao đi làm xong gì tao nhậu, nhậu xong tao ngủ thôi, hỏi mày có đạo gì không, có đạo gì chứ, hỏi đạo gì chỉ có thờ Bác Hồ thôi. Cái người dân Quảng Trị cũng vui vui thiệt, nó cũng vui thiệt đó. Thì tâm sự vài điều tất cả cho mọi người hiểu rồi. Cái mà mình muốn nói ở đây á, là mình đi như vậy để mình tham khảo và mình những cái di tích lịch sử mà từ hồi xưa giờ mình chưa bao giờ đi, để mình biết được lý do tại sao mà có những người dân ở địa phương này họ tôn sùng những anh lính bộ đội. Hầu như nhà nào nhà đấy đều thấy có ảnh Bác Hồ trên bàn thờ và họ không theo đạo nào cả. Nói như vậy thì mình phải hiểu là từ từ đất Quảng Trị nè, Vĩnh Linh nè, thấy mấy ông này cũng kể tao cũng không biết gì Vĩnh Linh nữa, họ như người dân địa phương đó họ chết rất là nhiều trong cuộc chiến Việt Nam. À, chào Peter nha, để tối tôi về tôi like cho ông, bây giờ tôi live stream tôi nói chuyện mình thôi. À, bởi vì tôi đang đứng ở bộ nghĩa trang của liệt sĩ rất là lớn, Peter rất là lớn, không biết bao nhiêu chục ngàn, không biết ba mấy chục ngàn cái ngôi mộ rất là lớn ở trên một ngọn đồi mà xuồng xuống ở dưới là hàng bạc ngàn, và những ngôi mộ đây anh thấy rõ ràng đây là thẳng tắp, à thẳng thật thẳng tắp, à, và họ đều chăm chút cả, mộ nào cũng có hoa, mộ nào cũng được cái chăm sóc đầy đủ, nó không có gì. Ở đây có vườn bông rồi các cái được chăm chút dễ sợ. Thì mà những nghĩa trang như vậy mình thấy rất sự là mình thấy nó có cái gì đó mà mình cảm thấy mình ngậm ngùi là mình đánh giá lại một cái điều là đất nước mình mà được như ngày hôm nay là nhờ những cái vong hồn của anh linh chiến sĩ giữa hai bên, kể cả hai bên luôn, tao không nói bên nào cả, nhưng mà chính vì ở chỗ mà họ đã ngã xuống máu đã nhuộm cả một cái giang sơn, cho nên hiện giờ đừng có hòng bất cứ một cái thế lực nào mà phá hoại đất nước hoặc là xâu xé người Việt Nam. Đất nước Việt Nam đã trả đủ rồi, hiểu đủ rồi chiến tranh là như thế nào, rất là được. À. Đó. À, ta cũng lên ta đốt cái nhang.